Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 2 tháng 8 của Bộ Y tế cho biết ca COVID-19 tăng vọt lên 2.000, tăng gần 640 ca so với ngày trước đó, cao nhất trong hơn 2 tháng này. Trong ngày có gần 9.700 ca khỏi và một trường hợp tử vong. Tình hình dịch COVID-19 ở nước ta, Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.783.026 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.745 ca nhiễm. Tình hình điều trị COVID-19 Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.668 ca, Tổng số ca được điều trị khỏi 9.932.712 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy 50 ca, trong đó thở oxy có mặt nạ 46 ca, thở oxy dòng cao HFNC 2 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn 0 ca, ECMO 0 ca. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày 30 tháng 7 đến 17 giờ 30 ngày 31 tháng 7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 0 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 Việt Nam tính đến nay 43.093 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN.